Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm những chiếc laptop giá rẻ đến từ hãng Sony. Đây là dòng Sony Vaio vang bóng một thời. Giá chỉ từ 4 triệu thôi, chúng ta sở hữu được chiếc laptop cao cấp mà trước đây rất là nhiều người mơ ước. Mọi người cũng lưu ý là vì số lượng nó cũng có hạn, cho nên là nếu mà anh chị hay là các bạn nào mà thấy ưng cái mã nào đó, chúng ta nhớ chúng ta chụp lại để những khi liên hệ thì mình đã bán mất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua từng chiếc một nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua từng chiếc một nha mọi người. Trước khi mà mình điểm qua mấy mẫu laptop giá rẻ này thì mình cũng nói sơ để mọi người hiểu về dòng laptop Sony Vaio. Mình quay về lịch sử một xíu là khoảng năm 2010 trở về trước đi. Những ai mà xài Sony Vaio được coi là đỉnh của đỉnh nha mọi người. Đến năm 2014, 2015 vẫn gọi là đây là dòng sản phẩm cao cấp dành cho doanh nhân thôi. Có chức vụ trong công ty, trong các cơ quan thì mới gọi là mới được sở hữu cái dòng cao cấp này. Năm 2014 thì hết 2014 thì Sony Vaio đã rời khỏi thị trường Việt Nam và bán lại cho một cái công ty nội địa chỉ sản xuất ở Nhật thôi. Cho nên chúng ta sẽ để ý là 2015, 16 và 17 thì không còn thấy sản phẩm Sony Vaio nữa. Nếu mà chúng ta có thấy được những sản phẩm sản xuất ở ngay cái thời điểm đó thì thường chúng ta thấy là máy bàn phím Nhật nha mọi người. Đây là một cái lưu ý mà chúng ta phân biệt được những cái mốc lịch sử phát triển của từng hãng. Đến năm 2018 thì Sony Vaio đã quay lại thị trường Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên là cũng bị các hãng khác đánh cho tơi tả, không có lấy được thị trường. Và hiện nay chúng ta thấy Sony Vaio cũng rất là hiếm thấy. Dĩ nhiên là vẫn có ở Việt Nam chúng ta đó, nhưng mà không có phát triển dữ dội như giống như hồi xưa. Bắt đầu mình sẽ đi từ một cặp, đây là dòng Sony Vaio, có cái mã là SVF142100C. Có một cặp nha mọi người, mình đang sale với cái giá là 4.2 triệu. Mọi người lưu ý là những cái máy mà mình đang sell thì mình vẫn bán bảo hành bình thường nha. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 trong 30 ngày. Nghĩa là trong 30 ngày nếu máy bị lỗi phần cứng mà bên cửa hàng không có máy đổi sẽ hoàn lại tiền. Ngoài ra chúng ta sẽ được tặng kèm ba lô và chuột không dây. Nếu mà chúng ta không lấy ba lô và chuột không dây thì chúng ta sẽ được trừ luôn 200 nghìn. Chiếc máy này có cái cấu hình cũng khá là ok sạc văn phòng nha mọi người. Core i3 4005U, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 120 hoặc là 128GB. Đặc biệt là chiếc máy này nó có cạc Vega, nó 2GB mọi người, GT740M NVIDIA GeForce á. Cho nên cái máy này chúng ta có thể chúng ta chơi game hay là chúng ta xài đồ họa 2D nhẹ hoặc là cũng khá là ok nha. Mình nhắc lại cái mã này nha mọi người, đây là cái mã Sony Vaio SVF142100C, có cấu hình là Core i3, RAM 4GB, ổ cứng SSD 120GB, màn hình 14 inch. Rất là đẹp, máy còn mới tanh nè mọi người, 4.2 triệu. Một cái mẫu kế tiếp, đây là chiếc máy có cấu hình Core i7 luôn nè mọi người. Đang sale bán 4.5 triệu. 4.5 triệu, cái mã máy này là Sony Vaio SVF142100C, Core i7-3567U, RAM tới 8GB lần mọi người, ổ cứng SSD 120GB. Cái cạc màn hình nó là GT740, có cái tốc độ xử lý là 2GB, màn hình 14 inch. Giống như trang cái kia thôi, nhưng mà nó màu đen. Nó màu đen nha mọi người, mình bật cái mình mở lên nè, mở từ đầu cho mọi người xem. Cũng khá là nhanh nhạy, khá là nhanh nhạy nha mọi người. Máy này RAM 8GB rồi, xài văn phòng rất là ok. Mình đọc lại cái mã này nha mọi người. Đây là cái dòng mã Sony Vaio 142100C,
Core i7-3567U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 120GB, màn hình 14 inch. Máy còn cũng rất là đẹp, Core i7 nha. Đặc biệt là có cái cạc gời nó 2GB. NVIDIA GeForce GT740M. Mình khởi động lại cái nha mọi người. Đó, máy nó xài ra văn phòng rất là ok. Thử mình mở cái lên cái. Đây, mở lên cho mọi người trải nghiệm. Mở YouTube nè. Rồi mở Word Excel lên để chúng ta gõ nhập văn bản, chơi game nọ vô tư. Chờ xíu nha mọi người, mình kết nối cái mạng trên trên lầu nó hơi chậm. Âm thanh rồi nghe làm rất là ấy. Cổng kết nối những chiếc máy này thì vẫn có giữ đầy đủ nè. Có ổ DVD luôn. Sạc. Nói chung là Sony VO thì trước đây là một thời được rất là nhiều người yêu thích rồi. Không cần phải nói nhiều nữa. Mình đang làm cái này để chủ yếu là điểm qua từng mã để mình bán sale cho mọi người. Còn có 8 chiếc thôi. 4,5 triệu nha mọi người. Đây là con Sony VO SVF 142100C, coi 3537 hả ta, 3537U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 120, cạc G nó là GT740, có tốc độ là 2GB. Kế tiếp là, đây là dòng Sony VAIO, đây là cái mã của nó là 143100 nè mọi người. Có cái cấu hình của nó là Core i7-4500U, RAM là 4GB, cứng SSD 120GB. Đó. Khởi động lại nè. Chiếc máy này thì đang bán sale là 4,5 triệu nha mọi người. 5 triệu. Chiếc này 5 triệu. Chiếc này 5 triệu. Nếu mà Core i5 thì là 4,5 triệu. Core i5 thì là 4200, RAM là 4GB, cứng SSD 128. Chiếc coi 5 thì là màn hình màu trắng mọi người. Rất là rẻ, 4,5 triệu à. Còn chiếc coi 7 thì là màu đen, mắc hơn 500. Mọi người nhớ cái mã giùm nha. Hai mã kế tiếp thì đây là chiếc máy mà ai mà xài văn phòng thì rất là ok luôn. Chúng ta thấy có hai chiếc màu đen và màu trắng. Chiếc màu trắng thì là nó cái mã, mọi người nhớ cái mã ngắn rồi mọi người. Sony VAIO SVF 1531, nghĩa là màn hình 15 inch đó mọi người. Chiếc máy màu trắng thì 4,5 triệu, có cấu hình là Core i3-4005U, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 120GB, màn hình 15.6 inch nè, có bàn phím số nè, rất là to. Mua mấy chiếc này xài văn phòng đã lắm mọi người. Còn chiếc màu đen thì nó có cấu hình là Core i5 nha mọi người, 4200, RAM 4GB, ổ cứng SSD 120, cạc G của nó là GT740. Đó. Mình thử mình mở lại, hai chiếc thì giống nhau, chỉ có một cái là i3 với i5 thôi. Một chiếc là 4,5 triệu và một chiếc là 5 triệu mọi người. Sony VAIO thì dĩ nhiên là cái đẳng của nó và cái độ bền bỉ nó cũng là tốt hơn so với Dell và HP rồi mọi người. Đây là những dòng sản phẩm mà rất là nhiều người trước đây mơ ước. Mình cũng điểm nhanh qua thôi. Nếu mà các bạn mà thấy thích hoặc là thấy video mà nó cũng hữu ích đó, mọi người có thể mọi người chia sẻ ra để nhiều người cùng tiếp cận nha mọi người. Cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Vừa rồi thì chúng ta vừa điểm qua 8 chiếc laptop Sony VAIO. Đây là những chiếc laptop mà mình đang bán sale với giá rất là rẻ, chỉ từ 4 triệu thôi chúng ta sở hữu được một chiếc máy cấu hình cũng khá là ổn định, làm việc văn phòng, học hành, giải trí, thậm chí là chúng ta chơi game cũng khá là ok. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ những laptop bàn trong đời trong suốt năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những phản hồi, những đóng góp và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký và bấm một nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.